Kênh Hoàng Linh Vlog xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay ngày 3 tháng 8 năm 2021, kênh Hoàng Linh Vlog sẽ cung cấp cho mọi người một số thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và một số thông tin khác. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 phường Thành Phước, thị xã Bình Minh có thông báo khẩn số 04, nội dung thông báo khẩn như sau: tìm người đến địa điểm có nguy cơ mắc COVID-19 trong các khoảng thời gian sau. Những ai đã từng đến chợ Thành Phước, địa chỉ khóm 1, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long vào các ngày 24, 25, 26 tháng 7 năm 2021 trong khung giờ từ 5 giờ đến 11 giờ vào các ngày trên, đề nghị khẩn trương đến trạm y tế gần nhất để được khai báo y tế đúng theo quy định. Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh ngày 3 tháng 8 năm 2021 cũng có công văn số 375 về việc truy tìm đối tượng trốn khỏi khu cách ly bệnh viện Lao Phổi Tây Ninh. Nội dung cụ thể của công văn như sau: khoảng 20 giờ ngày 2 tháng 8 năm 2021, phát hiện công nhân Nguyễn Anh Khoa, sinh ngày 20 tháng 8 năm 1990, hộ khẩu thường trú tại ấp Phước Hanh B, xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, giấy chứng minh nhân dân số 331617790, là công nhân vệ sinh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn vệ sinh công nghiệp Gia Hưng, địa chỉ đường Thế An 16, khu phố 2, phường Thế An, quận 12. Đã trốn khỏi cơ sở cách ly điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Lao Phổi Tây Ninh, xã Thái Bình, huyện Châu Thành. Công an huyện Châu Thành thông báo và đề nghị các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp truy tìm đối tượng trên. Khi phát hiện thông tin có liên quan, đề nghị thông báo về công an huyện qua số điện thoại 02763782013. Tiếp theo video là một số thông tin ngắn như sau. Ngày 2 tháng 8 năm 2021, Công an tỉnh Vĩnh Long phạt hành chính 18 trường hợp vi phạm giãn cách. Nội dung cụ thể: ngày 2 tháng 8 năm 2021, Công an tỉnh Vĩnh Long thành lập 37 tổ tuần tra lưu động với 250 cán bộ chiến sĩ tuần tra kiểm soát, thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 16 về giãn cách xã hội. Với 300 cuộc tuần tra hàng ngày, phát hiện và nhắc nhở 137 trường hợp tập trung đông người, ra đường không mang theo khẩu trang hoặc không có lý do chính đáng. Qua đó lập biên bản 141 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính 18 trường hợp với tổng số tiền là 75 triệu đồng. Trong đó, tuần tra theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về yêu cầu người dân không được ra đường từ 18 giờ đến 5 giờ sáng ngày hôm sau, được 118 cuộc nhắc nhở 25 trường hợp và lập biên bản 60 trường hợp, phạt hành chính 13 trường hợp. Thông tin tiếp theo mà kênh Hoàng Linh Vlog tổng hợp được: từ ngày 3 tháng 8 năm 2021, huyện Long Hồ tổ chức đi chợ hộ cho người dân trên phạm vi 15 trên 15 xã thị trấn thông qua các tổ chức đoàn thể và người có uy tín tại các khóm ấp. Từng địa phương sẽ thành lập tổ đi chợ hộ, mỗi tổ gồm 4 đến 6 thành viên. Các thành viên của tổ là những người đã và sẽ được tiêm vaccine phòng COVID-19, đồng thời xét nghiệm định kỳ 3 ngày một lần để đi chợ thay cho người dân, đảm bảo mua đúng, mua đủ với giá cả phù hợp, có sự giám sát của các ngành chức năng. Tùy theo điều kiện thực tế tại địa phương, nơi có 3 đến 5 tổ tự quản thì thành lập một tổ đi chợ hộ. Mỗi ấp có 2 đến 4 tổ đi chợ hộ, mỗi hộ dân luân phiên 3 ngày một lần. Nếu có nhu cầu mua sắm thì sẽ đăng ký với các tổ đi chợ hộ để được hỗ trợ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao trưởng ban quản lý chợ hạng 2 và Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tăng cường kiểm soát, kiên quyết không để người dân tự ý vào các chợ thuộc thẩm quyền quản lý trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Hiện tại, huyện Long Hồ đẩy mạnh tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16. Các chi bộ phân công đảng viên giám sát hộ dân để đảm bảo người dân không ra ngoài khi không thực sự cần thiết. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo đúng quy định hiện hành. Tiếp theo, kênh Hoàng Linh Vlog sẽ thông tin đến mọi người về thông tin số liệu diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Tính đến 7 giờ sáng ngày 3 tháng 8 năm 2021, tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 20 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Cụ thể, 4 trường hợp là F1 liên quan đến chợ cá Vĩnh Long cách ly tại trung tâm y tế huyện Mang Thít. 2 trường hợp là công nhân xây dựng công ty NK qua xét nghiệm sàng lọc có địa chỉ tại phường 3 thành phố Vĩnh Long. 8 trường hợp qua khám và sàng lọc tại cơ sở y tế, trong đó bệnh viện đa khoa tỉnh là 5 trường hợp, bệnh viện đa khoa Xuyên Á là 3 trường hợp và 6 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng ở huyện Trà Ôn là 1 trường hợp, Bình Tân là 5 trường hợp. Tổng hợp, tính từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến 7 giờ sáng ngày 3 tháng 8 năm 2021 có 1.012 ca đã công bố, trong đó 14 ca nhập cảnh, 998 ca trong cộng đồng và 20 trường hợp nghi nhiễm mới chờ Bộ Y tế công bố. Trong số các ca mắc trong cộng đồng tỉnh,
có 963 trường hợp, trong đó thành phố Vĩnh Long là 63 trường hợp, Long Hồ là 344 trường hợp, Mang Thít là 44 trường hợp, Vũng Liêm là 16 trường hợp, Tam Bình là 359 trường hợp, Trà Ôn là 35 trường hợp, Bình Minh là 41 trường hợp và Bình Tân là 61 trường hợp. Số trường hợp cách ly tập trung F1 là 2.608 người, số trường hợp cách ly tại nhà là 6.536 người, số trường hợp theo dõi sau cách ly tập trung là 1.286 người, số trường hợp từ vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh về là 1.510 người, số ca điều trị khỏi trong ngày là 26 trường hợp, cộng dồn là 173 trường hợp. Số ca tử vong là 10. Trên đây là một số thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và một số thông tin khác. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu thấy nội dung này hay, hãy bấm like và subscribe để xem thêm nhiều video hay hơn nữa.